Xin chào bạn, video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình lại quay bé chuột lang Tessel Baby. Lồng xoăn. Bé này bé đực. Dòng Tessel thì lông nó xoăn như là cái tóc uốn ở người luôn, xoăn từ đầu đến chân. Cái này mặt rất đẹp này. Chìm hót hay thế. Bố mua một mỗi mớ bùng tơi này để nấu mới ngao này. Bò. Hò thật. Dậy rồi báo ông. Chuyên gia ngủ nướng. Chẳng làm cái gì mà cho là có làm không cho làm. Chơi mình làm thành hôn làm. Tôi không làm gì ai bắt bà lão 96 tuổi làm nữa. Giờ tôi chả phải làm gì cả. Dậy thể dục thôi, đến giờ rồi, sáng rồi. Sáng rồi dậy thể dục thôi. Giờ là 6 giờ tối rồi, ngủ cụ bà ngủ từ 1 giờ chiều đến 6 giờ tối chưa thèm dậy. Dậy thôi, thể dục thể thao tí ăn cơm. Khỏe thật. Thôi đi tắm rồi ăn cơm.